chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5 nhá. Ok, hôm nay các bạn thấy mình đang mặc gọi là lịch sự vãi cả đời không? Hôm nay thì mình sẽ làm nhân viên đấy, nhân viên cũng là nhân viên giao xe các bạn, nhưng mà hôm nay là giao xe đặc biệt hơn tí này. Mình đang có mặt tại một cái cửa hàng rất là xịn sò mang tên là Galaxy luôn. Đó, thì cái cửa hàng này là một trong những cái cửa hàng chuyên bán về siêu xe cho các bạn đây. Đó, đam mê giới trẻ. Đó, vì là gọi là nhân viên là giao xe cho cửa hàng siêu xe này phải ăn mặc nó xịn sò tí các bạn phải không? Ok, đó, đây là cái thùng hàng để mình tí mình đi giao xe rồi các bạn. Đấy, giao siêu xe mình phải chạy là thấp thấp về nè, đó, nhìn cho nó ngầu ngầu tí các bạn. Cái giao mà xe tải nhìn ghét nó thường quá các bạn. Ok, để mình vào show game mình cho các bạn xem xe nhá. Đấy, show game gì mà tôi ngày đóng cửa hoài. Mở cửa đây, mở cái cửa lên, show game gì mà đóng cửa hoài luôn, hiểu luôn. Bên này có hai vị khách à. À, chào hai anh chị nhá, hai anh chị này đến mua xe à. Mua xe gì? Đấy, nay giờ đây còn 3 chiếc nè anh chị, coi muốn mua gì mua. Đấy, giờ cứ coi đi, chứ em không rảnh đâu tư vấn cho hai anh chị. Nhớ, giờ em phải tư vấn cho fan em rồi. Hai anh chị cứ ngồi từ từ gọi là coi ngắm trao đổi các kiểu nha. Đấy, em có rảnh đâu. Sao? Muốn mua con nào? Dị cha muốn ôm em hả? Gì muốn ôm không? Vậy thì nói chung là bán xe nó cũng không có gì giàu mà các bạn nhìn nè. Bán xe có gì giàu đâu các bạn, trời ơi, một cái vali tiền $100 mà cọc luôn các bạn. Còn đây các bạn nhìn tiền lẻ mà gọi là bỏ rồi nè, tiền lẻ dục tứ tung hết trơn. Mới đếm tiền nè các bạn, nào có giàu gì đâu, khổ quá. Ở đây có cà phê nè anh chị, cô uống tự lấy gót nha, em đâu rảnh đâu gót. Ok các bạn ơi, hiện tại showroom có 3 mẫu xe mới đó, 3 mẫu xe xịn sò luôn. Đầu tiên là con Range Rover. Con Range Rover này phiên bản máy mình cũng chả biết nữa các bạn. Đây cho các bạn xem nội thất của nó nha. Con này như phiên bản hơi bị cao cấp luôn ấy các bạn. Bạn nào biết cái giá con này comment mình biết với nhá. Con này như bản xịn ấy. Range Rover là 5 chỗ à. Mình nhớ Range Rover 7 chỗ hay gì mà. Cũng không gành lắm, mình không có tìm hiểu Range Rover các bạn. Con này là cái nội thất đỏ các bạn. Ui nhìn cũng xịn sò chứ. Wow. Có cửa sổ trời nữa nè. Vô lăng nè các bạn, vô lăng Range Rover thì nó một cái logo ngang chữ Range Rover đơn giản vậy thôi. À, đây là Range Rover. Uầy, skin đó nè các bạn. Skin nhìn chắc vãi nồi luôn ấy. Đẹp vãi. Tiếp theo là một siêu phẩm quốc dân. Mình nghĩ bạn nào cũng biết đúng không? Xe bò Lamborghini, đây là phiên bản Aventador nha các bạn. Con này là phiên bản đời 2015 thôi. Nhìn rất là xịn luôn ấy, màu vàng nè. Lambo thì các bạn nhìn nó kia nó gai góc, nhìn nó nhọn nhọn sao các bạn. Còn bên kia là phiên bản Fenergy thì nhìn nó mềm mại hơn đúng không? Để coi nội thất nó ngay. Đây là nội thất nè các bạn. Wow, nội thất màu xanh dương à. Đẹp quá vậy. Wow, nội thất đẹp phải nồi các bạn. Đây là phía sau nè. Để mình mở cái khoang máy lên này. Đây là cái khoang máy phía sau nè các bạn. Hình như là mở nắp được đấy. Để mình mở nắp cho các bạn xem. Đo đây. Đó. Đó các bạn thấy không, phía trước là cái cốp để đồ thôi. Thường siêu xe là như vậy, phía trước là cốp để đồ, phía sau mới là cái khoang động cơ các bạn. Động cơ con này nó có nẹp thêm mấy cái thanh sắt nữa các bạn. Động cơ V12 luôn à. Wow, xịn sò vãi chưởng các bạn. Cửa gọi là cửa cái gọi là cửa cánh chim mấy các bạn. Mở kêu cánh chim nè. Lamborghini thường nó như vậy đấy. Đóng lại coi, sao đóng không được vậy. Đóng lại. Phải như vậy chứ. Đóng lại. Đóng khô vậy. Ok, tiếp theo là một con xe gọi là cũng khá là quen thuộc, đó là Fenergy. Con này là bản 488 các bạn. Và cái phiên bản đó là model Pista gì đấy các bạn. Mình cũng gọi Pista nhưng mà cái này là phiên bản đặc biệt hơn một tí. Đặc biệt như thế nào để mình lên mình cho các bạn xem nha. Rất là đặc biệt luôn. Nhìn đẹp phải nổi bạn. Ok. Giữa Fenergy với Lamborghini, bạn nào thích cái dòng nào các bạn comment mình biết với nhá. Mình thì mình lại thích Fenergy nha. Nhìn nó mềm mại sao sao ấy. Ok, đây là cái điều đặc biệt của con Fenergy này các bạn. Đây. Đấy.
Đây, phiên bản mui trần các bạn à. Xịn sò con bò chưa? Ngon lành cầm đào không? Nội thất đó nè. Wow, nội thất carbon xanh đó nè các bạn. Xanh tím gì vậy? Đẹp phải. Đây, bây giờ là nhìn lên bầu trời trống rỗng rồi đấy. Đẹp phải. Xịn thật sự luôn các bạn. Nhìn mê vãi nồi luôn ấy. Con này một tí mình sẽ đi giao nè các bạn. Đây là một được một gọi là đại gia ngầm. Bạn nào biết gọi là cái vườn nho ở tiết ở trên khu vực trên này không các bạn? Đâu trên đây nè. Đâu ta? Mình quên bà rồi. Đâu trên này nè các bạn. Đây trên này nè. Đại gia ngầm trên này sắm con này tặng cho con trai mình các bạn. Tí giao lên trên đó cho vị đại gia nha các bạn. Đó, xem mua chằng luôn. Đẹp phải nồi các bạn. Để test thử chồng ơi. Thôi, đừng ghét kinh khủng vậy. Các bạn nhìn nè. Số 1 thôi đấy mà nó lên coi kìa. Nó. Thôi, ghê quá các bạn ơi. Thôi, chắc mình sẽ đi giao con này trước đi các bạn. Nhưng mà mình lấy xe gì đi giao bây giờ chạy? Ý là lấy con Range Rover này lái chở đi giao luôn các bạn. Đó, gì nó mới chắc các bạn. Cửa hàng chả có gì ngoài gọi là xe. Thì mình lấy con này mình lôi luôn các bạn. Mình tính lấy con Lambo mình lôi nhưng mà thấy con Lambo nó là hơi sót quá các bạn ơi. Con này nhìn gọi là làm xe tải hợp lý hơn nè. Ok các bạn chơi luôn, lấy Range Rover làm gọi là xe kéo để đi giao xe cho các bạn, vậy nó mới chắc, vậy nó mới đẳng cấp các bạn. Rồi ok. Đó, mình nói được cái thùng hàng rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao để đưa cái xe lên đây ta? Từ từ chắc mình phải nhóm ra ngoài cho các bạn ơi. Mình chạy lo cái thùng hàng ra ngoài. Đó. Từ từ quẹt vô cái xe một cái là không có tiền đâu mà đền luôn ấy. Xe này giá không dưới là 1 triệu USD luôn nha các bạn. Giá quá cao rồi mình cũng biết. Ê trời đất, thằng điên đó. Ấy đụng xe mình luôn kìa. Hên là đụng cái thùng hàng đó chứ đụng vô xe đâu. Cái tôi nắm đầu rồi quýnh vô biết. Ok hạ cái bẩn này xuống nè các bạn. Rồi ok bây giờ mình sẽ chạy cái xe này lên. Ây để mình mặc. Mình để cái mui chặn đó các bạn. Ui nhảy vô luôn nè. Mình để cái mui chằn luôn đó. Đi giao vậy nó mới là đẳng cấp. Nó mới xịn sò con bò. Wow. Cái đích là các bạn nhìn đẹp phải không? Hai bô thôi. Ok chạy lên nha các bạn. Trời cái gầm mà nó thấp quá không biết lên được không ta. Chết rồi cà cái gầm luôn rồi nè. Hư mẹ cái body kit rồi. Để mình đậu xe cho nó ok lại tí các bạn. Rồi rồi xuống xe nào. Đó mình đã đưa xe lên được rồi đó các bạn, đóng cái bẩn này lại. Rồi còn con Lambo Mini này thì mình sẽ để showroom nha. Hai anh chị ngồi coi con Lambo đi, nói chung là hết xe và còn con duy nhất đó mua thôi. Đấy, khổ quá mà. Ok các bạn ơi, bây giờ mình với các bạn sẽ đưa cái con này lên trên cái vườn nho cho ông chủ luôn nha các bạn. Ông chủ vườn nho đặt con này ít đi đường nào trời. Cái này phải quay đầu đây hả? Thôi khỏi đi. Đây, mình sẽ đi bên này luôn. Đây là nội thất nè các bạn, đẹp phải nội các bạn. Tính ra nội thất con Range Rover nhìn xịn đấy chứ. Nhìn nó kiểu là nó luxury, nó sang trọng đó các bạn. Chứ kiểu là nhìn thể thao thì nó không có thể thao tí nào cả. Nhưng mà Range Rover này nó cũng có cái phiên bản thể thao nữa ấy. Phiên bản thể thao mình nghe nói nhìn nó rẻ hơn. Còn cái phiên bản này nhiều phiên bản kiểu là dành kiểu là cho xe sang ấy các bạn. Range Rover này mình không có tìm hiểu nhiều cho lắm. Ê! Ê! Sao gớt bạn? Ê! Cái gì vậy? Sao gớt xe rồi? What the hell? Sao tự nhiên gớt xe rồi? Bình tĩnh nào. Sao gớt xe vậy trời? Trời đi giao xe mà gớt xe luôn các bạn. Siêu xe mà bị gớt. Ui trời chạy phía trước nè. Để sửa xe lại cho người ta. Giao xe vậy là chết luôn các bạn. Ê ê ê. Các bạn có ông nội nữa kìa. Chạy lạng cho trong đó luôn à. Ủa sao kỳ ta, mình đậu là ok lắm mà. Sao nó gớt được vậy? Rồi. Rồi đậu đây nha các bạn. Ở đây cho tôi, đừng có đi đâu hết. Rồi, đóng cái này lại, đóng cái tửng lại. Rồi đi thôi các bạn. Đừng có gớt giùm tôi, trời đi giao cái xe gọi là tiền tỷ. Không cần gớt, chết luôn đi. Đừng gớt nha. Ok, mình sẽ chạy cẩn thận hơn một tí các bạn. Nãy mình đơm cua gắt quá, xem gớt bà cái xe rồi. Ý như các bạn ơi, cái con mà 488 này nè. Mình nghe nói là như là Việt Nam cũng có đó các bạn. Và hình như là
hình như là của ca sĩ Tấn Hưng thì phải, mình nghe đồn là như vậy. Và mình cũng biết thêm thông tin là như Tấn Hưng vừa bán luôn mà. Vừa bán con Fenugreek 488 rồi. Và như mua con khác, tính mua con khác hay sao ấy. Đấy. Ui. Các bạn thấy cái đèn LED trên cái vô lăng của con Range Rover không? Y chang cái đèn LED trên cái G29 của mình luôn các bạn. Khi mà đạp ga ấy, nó cũng lên đèn y chang như vậy luôn nè. Chết rồi, bị kẹt xe rồi. Làm sao đây? Fenugreek này nó CS sử dụng hình như là cái động cơ lên tới 3.9 nè các bạn. Mạnh lắm luôn ấy. Con Mazda của mình là nó 2.5 là phải gọi là dữ lắm rồi. Gọi là cũng gọi là mạnh rồi đấy các bạn, gọi là mạnh rồi đó. Nhưng mà con này nó tới là 3.9 lần và động cơ nó sử dụng là V8 lần ấy các bạn. Nó chạy đâu đó là cũng tầm ít gì cũng phải trên 700 mã lực các bạn. Nhanh lắm luôn ấy. Rồi quẹo quẹo quẹo. Ở sao vào khu này ta? Mình phải đi lên núi các bạn ơi, chạy lên tiếp trên khu vực trên núi trên kia luôn. Vô mọi người ơi. Giao siêu xe, ta đứng ta nhìn quá trời quá đất. Anh ơi, quá lâu lẹ. Đi lên khúc này phải các bạn, đi đường núi không có đèn xanh đèn đỏ. Lên núi không có đèn xanh đèn đỏ nhiều. Rồi là phải đi lên đường này luôn à. Con Range Rover này nó kéo rồi các bạn. Nó kéo thì nó kéo cũng được đấy các bạn, nhưng mà nó hơi chao đảo một xíu. Nó hơi chao đảo qua chao đảo lại ấy. Ơ cái gì vậy, cái gì vậy? Cảnh sát đâu đó vậy? Ê đừng đem tấp vô, đừng đụng vô xe siêu xe của em. Rồi gượt nhau thì cứ gượt đi, đừng đụng vô xe của em. Em lại gì một cái luôn đi. Cảnh sát bắt cướp nó hay bắn gọi là từ lưa lắm các bạn. Bắn vô xe mình một cái là toàn luôn ấy. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu luôn ấy. Ok. Cái gì vậy? Cái gì sao kẹt xe ở đây nữa rồi? Sao vậy? Sao vậy mọi người ơi? Rồi qua đi, qua đi. Mình không dám chạy nhanh các bạn ơi, nó rất là chao đảo luôn ấy. Với trưởng xe gọi là SUV lấy làm xe tải luôn mới ghê, xe kéo các bạn. Này còn hơn máy cài nữa các bạn. Đúng chắc gọi là máy cài luôn ấy. Kể chú cảnh sát nữa, kể gặp chú cảnh sát nữa là. Mà chú cảnh sát có gượt bắt được chưa? Mà chú cảnh sát là lạng lạng hoài vậy. Đi thẳng luôn nghe, đừng có quẹo lên núi giùm con cái. Ủa chú cảnh sát quá các bạn. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu đi lên cái đường nhỏ này để bắt đầu lên núi các bạn, đi lên cái vườn nho ấy. Rồi lên luôn. Trời cái gì mà được. Ê trời ơi, tôi mới chạy xe em đi chạy. Trời ơi, ráng chạy trên núi xuống mà lạng lạng như là chết luôn rồi. Đi đường núi mà lạng lạng qua lên người ta là quýu hết các bạn. Ok, lên tiếp tục lên núi luôn. Đó, ui lên này chạy đậm hơn rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái đường nó rất là nhỏ luôn mà cái chiếc xe mình nó kéo nó đã dài rồi mà thêm cái thùng hàng nó dài nữa chạy hơi khó một tí các bạn. Nè mình lách nhẹ cái là cái xe phía sau nó chao đảo rồi. Đó. Đi con gì vậy? Con gì vậy? Rồi đụng nó kìa bạn, nó xỉu bà luôn rồi. Rồi nó vẫn còn chạy các bạn ơi. Rồi đi tiếp nào, đó như con chó sói hay sao ấy. Ui biển kìa các bạn. Wow đẹp phải nồi luôn kìa. Sai ra biển đẹp phải chưởng chứ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo phải cho mày các bạn. Ơ chỗ này lên nhà con ghế cũ mình mà. Lên nhà con ghế mình đường này nè các bạn. Rồi ok quẹo. Đây được lên nhà con ghế mình nè. Ở như nhà này đúng không ta?
Ờ đúng rồi nè, 1954 nè, nhà ăn gãy mình nè các bạn. Ờ bữa nay đi đâu không có ai ở nhà kìa các bạn ơi. Bình thường nhà nó siêu xe đồ nhiều lắm các bạn, bữa nay không có ai hết trơn ấy. Vài bữa chắc mình xin cái nhà đó cho mình ở luôn, không có ai ở rồi hết cái nhà đó chứ. Nhà quá trời bự mà, ai là mình ở cho hết, mình xin để mình ở. Mình cho fan mình vô ở ở kia. Những cái nhà mà trên khu này gọi là trên núi mà. Ê cái gì vậy? Thanh niên này cũng đi giao xe đó nè các bạn. Ê thôi nó cài vô cái đồng hàng mình luôn các bạn. Nó cũng đi giao xe đó, mình chắc nó giao xe thường mà nó chạy xe thường quá các bạn. Còn mình là giao xe sang, mình chạy Range Rover các kiểu. Mấy thanh niên trên núi này kìa các bạn thấy không? Mấy thanh niên trên núi này chạy sao đâu ấy? Biết đi đường núi không vậy? Cứ lạng lạng qua lên tao quậy. Ghê vãi trường nè. Đó. Cứ lạng qua lên mình không à. Từ từ đó anh chị ơi, mới đi đường núi thì sao ấy, như em nè, em cũng mới đi nè mà em chạy chậm chậm có sao đâu, như là gần đến rồi hay sao các bạn. À cái vườn nho dưới kia kìa. Rồi ok, mình đã thấy được cái vườn nho rồi các bạn ơi. Nó nằm bên này nè. Đó, các bạn thấy không? Thấy cái vườn nho nằm bên kia không? Rồi, như vậy là mình sẽ chạy xuống dưới các bạn ơi. Gần đến rồi. Đó các bạn thấy không, nguyên một cái vườn lớn trên cái khu vực này luôn các bạn, gọi là đại gia đất núi. Đó cái vườn nho các bạn to vãi cả trường, không những một cái bên này nha, một cái bên kia đấy các bạn, nhiều vườn lắm luôn ấy, bự vãi nồi luôn ấy. Ok đến nơi rồi, ok vào thôi. Đây đó, đây một cái vườn nữa nè, đó bự vãi cho các bạn, không thành đại gia mới là chuyện lạ đây. Wow xịn sò thật luôn ấy. À đây à vào đây hả? Ui cái gì mà nhà siêu xe không vậy? Ui what the hell, cái gì mà đông người quá vậy, mọi người nhận xe nhiều quá vậy. Thì các bạn ơi, hình như có bạn bè của cái thằng này đi chạy xe không mày? What the hell? Tự nhiên nó chạy lạng cho mình luôn à. Hình như là bạn bè qua gọi là rửa xe hay gì. Tao không biết thằng này. Muốn ăn đạp không mày? Chạy nó đụng kìa các bạn. Nó đụng vô cái thùng hàng đó mà, nó không có đụng vô cái chiếc xe. Ui mấy thanh niên trên núi này chạy ẩu chứ trời. Làm sao chạy vào đây? Như vậy thì hơi khó xuống xe nha. Phải đưa cái đít vào á. Đây, rồi ok. Đây mọi người xích vô, xích vô tới xuống xe rồi. Đâu ai là người nhận xe đâu? À đây à hello ơi, chào ship. Rồi có ship bên đây luôn các bạn. À anh này được tặng xe à, hello anh nhá. À hello chú. Ấy da, ở sao quánh tôi? Tôi là tài xế mà làm gì quánh tôi, làm gì trời? Tôi đi giao xe mà làm gì quánh? Là mày tưởng, ấy da, mày tưởng mày cơ bắp rồi mày muốn quánh ai mày quánh hả? Lỡ hù chưa có đụng mày mà mày quánh tao, mày quánh tao. Cơ bắp cho dữ vô mày, đục một cái rồi xỉu luôn cơ mà. À hello chú này là như là đại gia đắp núi rồi các bạn. Mặc đồ là thấy xịn sò cho các bạn đấy, tặng xe cho con trai luôn. Mà nhà làm gì siêu xe nhiều quá vậy. Ơ cái gì vậy, cái gì vậy ơi, sao thằng này có súng? Tao sao bảo vệ cho, để tôi bảo vệ cho. Đó tay không chơi với súng luôn, Ơ cái gì vậy còn nữa các bạn ơi. Ơi sao còn cái vậy? Ê đừng bắt tôi có làm gì đâu. Mày bắn tao chạy xe trên túi té xe rồi nó vô nó phá các bạn. Ông chủ với cậu chủ vẫn còn nè các bạn, coi để em lấy xe xuống cho. Phải trưởng với thanh niên này lộng hành quá các bạn, trên núi tụi này nó chơi cái lực méo gì vậy. Rồi ok mình sẽ lấy xe ngay cái vậy. Rồi chạy xuống rồi. Cán bên này luôn các bạn. Rồi xe đã về rồi, có muốn trải nghiệm xe lên tôi chở vô một vòng, chắc mình chở thằng này đi một vòng thôi các bạn. Để mình cho nó lên xe với mình nè. Ok lên xe rồi, lên xe với tôi chở đi cho một vòng chơi. Ok chứ, đi đường núi và cán mấy thằng này luôn. Xe của thường tới các bạn, chết bà luôn rồi, cái gầm thấp quá, cán này xong dính bà này luôn rồi. Quái chữ thật. Đây và dùng là fan gaming 8488 đi thăm vườn nho nhá. Ui con này chạy bốc thật luôn các bạn. Nó giọt dữ lắm, nó giọt luôn ấy. Nè.
thấy chưa, đi thăm vườn nho luôn nào, làm con nó làm bắp điện thoại à. Ok các bạn ơi, đây tôi tìm đường ra. Ấy, không sao không sao, đấy em không, đấy phải lên phải lên rồi đi vô cho xe nó chạy cay đi vô. Quá dữ luôn. Rồi đậu đây nhá, từ để kiếm đậu chỗ đậu rồi. À đây, mình thấy chỗ đậu rồi nè các bạn. Rồi đậu đây luôn nhá, vì mình nhà quá trời siêu xe luôn vậy. Bữa nào lên mượn một chiếc. Ơ cái gì vậy, what the hell. Ơ sao nó đưa mình ra tận ngoài này luôn vậy, cái gì vậy. Mình không hiểu luôn các bạn ơi, tự nhiên cái nó lót mình ra tới ngoài này luôn à. Từ từ mình phải tili bọt về đằng kia. Đâu rồi, ôi mình tít đằng này mà, chỗ nó đưa một phát gì ra tới đằng này luôn, không hiểu lý do tại sao luôn à. Ok các bạn ơi, đây mình về nhà rồi nè. Tự nhiên mình vào chỗ đó cái nó đưa mình ra tới ngoài đâu sa mạc này kia ấy. Ok các bạn ơi, đây là cái nhà của cái ông này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ, anh dẫn em vô tham quan nhà xíu với anh. Đi vào đây. Wow, nhà có cái loại máy bay riêng nữa nè các bạn, chuyên cơ riêng luôn nè. Phái trưởng vậy, cho em mời em lái thử dầm được không anh? Làm giờ chưa được lái máy bay. Đâu anh đâu rồi? Anh ơi, ơ anh đâu rồi? Không biết anh đâu luôn các bạn. Anh đứng ngoài kia rồi các bạn ơi. Thôi mình mượn máy bay anh đi. Trời ơi, nguyên có cái đường băng luôn nè các bạn. Thấy các bạn thấy nhà đại gia có khác không? Nào, quá xịn sò luôn các bạn ơi, chắc dùng máy bay đi gọi là đi thăm đồng quá. Ừ vậy cả rồi nè. Rồi bây giờ quay về làm sao đây, trời ơi, biết lái lên thôi chứ không biết mà bay về, không biết sao luôn. Ơ đây có thể là thăm được cái vườn nho này các bạn thấy không. À mình thấy được cái sân bay rồi. Ê đáp. Ui đáp cũng chuẩn phải nồi ấy chứ. Thôi trả máy bay đi các bạn ơi. Nào vô rồi xong bài. Thôi không lái tới đâu, không lái tới đâu. Thôi trả máy bay. Ba vậy trường. Ok như vậy thì ngày hôm nay mình thì các bạn cũng đã vừa trải nghiệm xong được một cái chuyến giao xe cho một vị đại gia trên cái khu vực trên này nè các bạn. Giao thành công chiếc Fengagi rồi. Và chắc bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của mình ấy thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn muốn mình vận chuyển tiếp cái gì nữa thì comment ở dưới cho mình biết, mình sẽ làm được các tập sau để cho các bạn xem nhé. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.